Em biết nỗi khổ của chị rồi không? Quay cái clip lấy mụn không vậy anh? Ít mụn lắm chị ơi, em quay có mấy cái à. Còn cái bên em không di chuyển được, em xài được cái đó. Khổ tâm vậy sao? Phải training hết mới được. Chứ này chị quay luôn rồi nè. Nhiễm tiên rất là nhiều. Đỡ rồi phải không Tài? Dạ yeah. Tương gọi đó chắc vậy rồi quá coi có không, nếu không chắc dành điện thoại của chị. Thank you.